Hi guys. Hello everybody. Hi guys. Hello teacher. Hi guys. Nice to see you guys. Hello everybody. Evening teacher. Hello everybody. Hello teacher. Hello guys. Great to see you guys today. Hello teacher. Hello everybody. Hello teacher. Hello everybody. Hello teacher. Anh gì đấy? Let's wait for a few minutes, okay? Chúng ta đợi các bạn vài phút ha. Lúc ra về tòa sáng thì cô quán vớt cho tao được anh hình. Mình làm bạn thì cô. Hello teacher. Hello guys. Hello everybody. Hello teacher. Yes. Hello everybody. Lúc ra về tòa sáng thì cô guys. Hello guys, great to see you guys today. Hello. Yes, hi guys, good evening guys. I can see that a lot of you guys have been waiting me. Hello teacher. Hello guys. Okay, hello everybody. Welcome to the class today. Hôm nay lớp của chúng ta thì chắc là các bạn cũng bận học rất là nhiều nè. Bây giờ thì các bạn đã vào năm học mới đúng không? You guys have to study online at school, right? Yes. Cho nên là các bạn thấy hôm nay lớp của mình không có đông như mọi hôm. So what subjects did you study this morning or this afternoon? What subjects did you study? Can you guys chat in the chat box for me? Can you guys chat in the chat box? What subjects did you study? Hôm nay các bạn học môn gì? Các bạn thử kể cho cô nghe nào. What subjects did you study? Math? Yes. Okay, Jang learned math today. Yeah, study online. Yes. Hello, everybody. Okay. Okay, I think you guys already know about the rules, right? Các bạn cũng là biết về những cái rules của mình rất là nhiều này, đúng không? I study math and English. Vietnamese? You mean Vietnamese, right, Đức? Vietnamese? Ah, really? What's wrong, Đức? You have, why can you not study with me anymore? Đức sắp bận học hả? Hello everyone. Yes, hello guys. Hiện tại là các bạn cũng đang là trong quá trình học online ở trường nè, cho nên là các bạn phải bận học rất là nhiều. Nên là các bạn cứ hôm nào mà các bạn rảnh thì các bạn cứ vào học với cô ha. Hôm nào thì các bạn rảnh các bạn cứ vào học của mình theo đúng giờ như vậy đó. Ok. Hôm nào thì mình bận học online ở trường thì các bạn học online. Các con có thể xem lại video sau cũng được. Ok. Hello guys. Ok. Như vậy thì hôm nay thì chắc là cô sẽ không thể sửa bài tập cho mọi người được. Bởi vì hôm nay mạng của cô như cô có nhắn lúc đầu ấy thì con cũng hơi có vấn đề. Nên là cô sợ khi mà cô bật qua cái Facebook thì nó sẽ rất là lắc và mình sẽ không quay trở lại đây được. Cho nên là hôm nay các bạn thông cảm giúp cô nha. Có gì bài tập đấy thì cô cũng sẽ cố gắng sửa vào hôm sau cho các bạn luôn. Ok. Cô sẽ về và cô sẽ sửa chi tiết cho mọi người nha. Bởi vì cái bài đấy thì cũng chủ yếu là các con điền từ và đọc phát âm thôi. Nên là cô sẽ cố gắng sửa những cái từ nào mà tụi con cần phát âm lại thì cô sẽ nhắn tin rõ ràng cho tụi con. Ok. So now for this one. Rồi các bạn thử check cho cô nè. Can you guys check this one? Cái này thì cô thấy là có nhiều bạn làm 5 trên 5 nè. 5 out of 5. Nhưng mà cũng có nhiều bạn thì bị sai một vài lỗi đúng không? Yes. Có nhiều bạn thì bị sai một vài lỗi đúng không? Như cô nhớ Trang nè, có phải là Trang cũng bị sai number 4, right Trang? Number 4, you said at school, right? But it is actually after school. Đây là cái bài tập hôm trước mà cô cho các bạn làm nè. Thì cô thấy đa phần các bạn làm đúng cũng nhiều.
có nhiều bạn thì không có dùng hết cả 5 từ, nhưng mà đối với cái bài tập này thì người ta yêu cầu mình sẽ dùng hết 5 từ luôn. Bây giờ cô giải thích nè. Như Trang nè, Trang làm sai câu số 4 nè. Đây, cô sẽ giải thích cho Trang bởi vì sao mình không dùng là at school. Ok guys, now you guys pay attention. Đầu tiên, number 1, you have 6:30. À, Đức cũng chú ý cho cô nè. Đức là chưa đọc, Đức chưa đọc được cái giờ đúng không? Đức là chưa đọc được cái 6:30 nè. Cho nên là cô có ghi chú lại là Đức cố gắng về học là xem lại cái giờ 6:30. 6:30 con sẽ đọc là 6:30. Ok. Như vậy thời gian giờ giấc thì tụi con sẽ dùng giới từ at cho cô. À, mình đã thực tập rất là nhiều rồi đúng không? Như vậy các bạn cứ nhớ cho cô là thời gian là mình phải dùng at. At. Đấy. Tiếp theo ở đây, I always feed my cat. Như vậy mình nuôi mèo ở nhà đúng không? Mình nuôi mèo ở nhà, như vậy mình đâu có thể nói là mình cho mèo ăn ở trường, thì mình đâu có thể nào dùng chữ at school được đúng không? Mình đâu thể nào mình nói là mình cho mèo ăn ở trường được, bởi vì đây là con mèo của mình mà mình nuôi ở nhà đúng không? Thì mình sẽ cho mèo ăn trước giờ học đó, before school. Người ta sẽ hiểu là trước giờ học. Các bạn hiểu không? Before school. Thì đây, ở đây tụi con sẽ điền before cho cô nha. Quỳnh Chi có câu hỏi gì hả? Và tiếp theo number 3, thứ, các bạn nhớ cho cô là thứ thì chúng ta phải có on Fridays, on Saturday, on Sunday, on Monday. Ok, thứ thì các bạn điền on cho cô. Number 4 quan trọng nè. Câu số 4 là cô thấy các bạn hay bị nhầm nhất. Đây, ok, các bạn đợi cô nha. Đây, cô đã cho các bạn khác vào rồi, các bạn đợi một xíu ha. Rồi, đây number 4, guys, pay attention, number 4. After school. Tại sao ở đây chúng ta lại không điền at school được? Bởi vì khi mà tụi con đọc nè, we always play sports at school, nghe cũng rất là hợp lý đúng không? Chúng tôi lúc nào cũng chơi thể thao ở trường, tại trường, thì mình hay có at school đó. Nghe cũng rất là hợp lý đúng không? Nhưng vì sao mình lại không dùng at school? Bởi vì các bạn chú ý câu trước cho cô. At 3:45 I go to the park and play basketball with my friends. Là bây giờ là 3:45 nè, thì là tôi đã đi đến công viên để mà chơi bóng rổ với các bạn. Rồi câu tiếp theo thì mình lại nói là we always play sports at school, chúng tôi lúc nào cũng chơi thể thao ở trường. Nếu mà ở trường thì tụi con nghe thấy nó hơi không hợp lý không? Bởi vì 3:45 là mình đã đi đến công viên và mình chơi bóng rổ rồi, thì câu sau mình lại nói là mình lúc nào cũng chơi thể thao ở trường hết, trong khi mình đã đến công viên hồi 3:45 rồi đúng không? Cho nên là tụi con phải điền cho cô là after school, có nghĩa là sau giờ học. Trang hiểu chưa? Trang đã biết vì sao là con điền at school là chưa đúng chưa nè? Yes. Ở đây là at school, đương nhiên khi con đọc mỗi một cái câu đấy thôi, chúng tôi lúc nào cũng chơi thể thao ở trường, thì câu đấy không có gì là sai hết. Câu đấy không có gì là sai hết. Nhưng mà ở đây người ta lại có câu trước là gì? At 3:45 I go to the park and play basketball with my friends. Và lúc 3:45 thì tôi đi đến công viên và chơi bóng rổ với các bạn. Thì câu sau mình lại nói là chơi ở trường thì nó không hợp lý đúng không? Cho nên là mình phải dùng là after school, sau giờ học. Và cuối cùng là in the afternoon. Rồi các bạn lặp lại với cô. Những bạn nào vẫn còn đang đọc là in the afternoon, các bạn nào còn đọc là in the afternoon, các bạn chỉnh lại giúp cô. In the afternoon. In the afternoon. Okay guys. In the afternoon. Cũng như là in the evening, in the morning, in the afternoon, in the evening. Okay, các bạn nhớ cái chữ the ở trong cái cụm the afternoon, the morning, nó sẽ đọc là the. Còn morning thì mình sẽ đọc là the, nhưng mà afternoon với evening tụi con đọc là the. Okay? Remember guys, okay guys? So, I'm so sorry that I could not correct your homework today because of the internet. I'm so sorry guys. Bởi vì mạng rất là yếu cho nên là cô sẽ không thể nào mà vào cái kia để sửa bài được. Cho nên là hôm nay mình học bài mới nha mọi người. We move to unit 2. Finally, after 11 days, we move to unit 2. In our community. Community. You guys know the meaning of the word community? Đâu các bạn nào biết nghĩa được từ community đâu? Bạn nào thử nhắn vào cho cô xem nè.
Các bạn nào biết được community nghĩa là gì, các bạn thử nhắn vào chat box cho cô xem thử nè. You guys know the meaning of community? Community? What is the meaning of community, guys? Okay, các bạn nhắn cho cô là cộng đồng, đúng rồi, trong cộng đồng của chúng ta. Như vậy chủ đề chung của mình là mình sẽ học và trong cộng đồng của chúng ta. Okay, guys. So that is unit 2. So now, what you like to do is that, okay, I know that it's really blurred. Okay, cô biết là nhìn cái này nó hơi mờ, nhưng mà các bạn cố gắng. Ở đây thì mình sẽ, hôm nay mình sẽ không có tập hát như mọi lần, mà hôm nay mình sẽ dùng bài hát này để mà mình nghe, mình khởi động trước bài học thôi. Okay, so you listen to the song, okay, try to read or try to sing along. Okay, các bạn cố gắng mình đọc theo và mình hát theo nha. Okay. Ở đây thì cái lời nó hơi khó nhìn cho nên các bạn cố gắng mình nghe và mình lặp lại theo nha. Okay? Are you ready, guys? Let's listen to the songs, okay? Unit 2, page 14. In our community. Activity 1. Listen and read. Then sing. Community helpers. Community helpers. There are many people in our community. We all help each other. Helping is the key. Community helpers help us all. Young, old, tall and small. Firefighters, farmers, chefs and cashiers too. Doctors, nurses, barbers, just to name a few. Community helpers, yeah, yeah. Help us all, yeah, yeah. Young, old, yeah, tall and small. People work in restaurants, hospitals and stores, fire stations, laboratories, indoors and outdoors. Community helpers. That you see. Thanks for everything you do in our community. Okay, so that is the song Community Helpers. Okay, Community Helpers. You guys can, if you guys want to sing along again, you guys can listen one more time to the video, okay? Như vậy thì sau khi mà cô đăng cái video bài giảng này lên thì các bạn có thể về tự tập lại theo cái bài hát của mình. À, bây giờ thì cô biết là cái lời nó rất là mờ cho nên là cô sẽ đọc sơ lại cho các bạn xem nha. Community helpers. There are many people in our community. We all help each other. Helping is the key. Community helpers help us all. Young, old, tall and small. Firefighters, farmers, chefs and cashiers too. Doctors, nurses, barbers, just to name a few. People work in restaurants, hospitals, and stores, fire station, laboratories, indoors and outdoors. So next time you go out, tell workers that you see. Thanks for everything you do in our community. Okay, các bạn có thể về. Hôm nay thì mình cũng sẽ không có giống như lần trước. Các bạn còn nhớ bài Kate Can Be Late, đúng không? Cái bài hát lần trước là cô cho các bạn thực tập rất là nhiều, đúng không? Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ không có thực tập bài hát này, mà mình sẽ nghe bài này để làm cái khởi động cho mình, để mình vào buổi học ngày hôm nay. Okay, so very good, guys. Cô thấy cũng có rất là nhiều bạn hát theo, nhẩm theo nè. Okay, good job, guys. Các bạn có thể về sau khi mà có cái video bài giảng á, tụi con có thể vào và đọc lại, nghe lại bài hát một lần nữa. Okay, guys. Now we move to the next one. We gotta answer some questions. Now I want you guys to answer some questions. So what do your parents do? What do your parents do? Do you guys know parents? It means your mother and your father. Parents with S, it means your mother and your father. Okay? Parents mà có S có nghĩa là cả bố lẫn mẹ.
Còn parent mà không có S thì tụi con sẽ hiểu là phụ huynh á, có nghĩa là một trong hai. Ok, như vậy ở đây thì câu hỏi này là muốn biết cả bố, nghề nghiệp của bố và mẹ là gì luôn. Ok guys, who can answer this question? Who can answer this question for me? Who can answer this question? Okay, let's invite some. A lot of you guys raise your hands. Okay, good job, guys. Let's see. I would like to invite Khuê nè. Rồi, cô mời Ngọc Khuê nhé. What do your parents do? Hello, teacher. Okay, so what do your parents do? What, first, your mom. Okay, so what do your what does your mom do? Như vậy, con có biết nghề nghiệp của mẹ là gì không? What is your mom's job? My mom is... Yeah, your mom is... Office worker. Ah, okay. You can say office worker. Good job. Is an office worker. Again, my mom is an... My mom is an working... Office? Office worker. Good job. Very good. Okay. What about your dad? What about your dad? My dad is an engineer. Ah, an engineer. Wow. Wow. An engineer. You guys know engineer? Các bạn ở đây, các bạn nào biết engineer không? So, Quê's dad is an engineer. Là kỹ sư. Ah, các bạn nhớ cho cô mình có một nghề nữa. Chính là engineer. Là kỹ sư. Okay. So, Quê, tell me. What job would you like to do in the future? In the future, what job do you like to do? I like a teacher. Ah, so you can say, I want to become a teacher. I want to become a English teacher. Ah, như vậy con phải nói là an English teacher, okay? I want to become an English teacher. Again. I want to become an English teacher. Okay, good job, Khuê. Very good. Now, thank you so much. Now, another friend. I want to invite. Cô mời Khánh Nam nè. Hello. Okay, so tell me, what do your parents do? Your mom, your dad? I think my dad. Do you know his job? Do you know his or her job? Yes, I know my dad's job. Yeah, what is his job? He is physical education teacher. Ah, yes, you can say PE teacher, okay? To shorten. Có thể nói là PE teacher, yes. Wow, các bạn có biết PE không? Có nghĩa các bạn nhìn cái từ PE chắc là cũng quen đúng không? Bố của Nam là thầy giáo dạy môn thể dục. PE teacher. What about your mom, Nam? What about your mom? I think my other has so many is teach. I sorry. Only my she is where again? Say in Vietnamese. Yes, you can say in Vietnamese. Yeah, mẹ con làm nghề dạy môn lịch sử, dạy môn văn. Ah, so she teaches a lot of subjects, right? Ah, rất là nhiều môn đúng không? Đầu Nam thử nói cho cô có môn gì? History là lịch sử nè. Literature là môn ngữ văn nè. Rồi còn môn gì nữa ông Nam? What else? Còn môn gì á? Thì con đang nghĩ. What subject? What else? Mẹ con dạy gì? Wow, như vậy là mẹ của Nam rất là đa tài. Mẹ của Nam làm cô giáo mà dạy rất nhiều môn luôn. History nè. Mẹ con còn literature. Dạy cả ở lớp nữa. À, ok. Như vậy bây giờ Nam nhớ được hai môn đi. Bây giờ Nam nhớ chính xác được hai môn thì Nam có thể nói my mom is a history and literature teacher. My mom is. Đầu Nam đọc lại theo cô. History and literature. Literature teacher. Good job, Nam. Very good. What about your job? Which job would you like to do in the future? Nam muốn làm nghề gì when you grow up? Con có thể nói là con muốn trở thành. I want to become. Engineer. Again? I want to become. Con muốn làm nghề gì? A teacher too. What subject, Nam? What subject do you want to teach? What subject do you want to teach? Nam muốn dạy môn gì? What subject? English? Math? Geography? Science? English.
English. Okay, so you can say, I want to be an English teacher. I want to become an English teacher. I want to be an English teacher. Good job, Nam. Very good. Thank you so much. Thank you. Okay, one more friend, okay? Cô mời một bạn nữa nha. I want to invite, let's see. Okay, I want to invite Minh Phương. Minh Phương, can you tell me? Hello, Minh Phương. Hello, teacher. Okay, so what is your mom job? What does your mom do? Mẹ Phương làm nghề gì? She is a clerk. A clerk. Wow. Yes. Yes. Good job. What about your dad? What about your dad? He is a worker. Ah, yeah. So your mom is a clerk and your dad is a worker. Yes. What about you? What job would you like to do in the future? What do you want to become? I want to become a clerk like my mom. Ah, you want to become a clerk, yeah, your mom. Okay, good job. So you have to study really hard, okay? Như vậy là Phương phải cố gắng học thật là giỏi nha. Okay, Phương, yes? Try to study yes. Very hard. Okay, good job. Your English is really good right now. English của Phương cũng rất là tốt nè. Ah, như vậy Phương cố gắng học giỏi tất cả các môn nữa luôn. Okay, good job, Phương. Thank you so much. Ok, như vậy thì các bạn nãy giờ là trả lời được cho cô rất là nhiều này đúng không? Nhưng mà cô sẽ không thể nào mà hỏi tất cả mọi người được. Cho nên các bạn thông cảm cho cô nha. Ok, so now we move to the next lesson. Ok, có thể là những cái nghề nghiệp này là nhiều bạn cũng đã biết rồi nè. Các bạn cũng đã biết nhiều về những cái nghề nghiệp ở đây rồi nè. Nhưng mà sẽ cũng có nhiều bạn là chưa rõ về nghề nghiệp đúng không? Thì hôm nay mình sẽ học về những cái nghề nghiệp. You're gonna learn some jobs, ok? Now, please repeat after me, okay? You look at the picture, then you repeat after me. Okay, các bạn đợi cô nhé. The first word, guys. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Okay. Oh, yeah, wait. I will turn on the chat. Can you tell me what is police officer in Vietnamese? What is police officer in Vietnamese, guys? Take a look at the picture. You guys can chat in the chat box. Ah, okay. Yes. Cảnh sát, đúng rồi. Công an, cảnh sát, đúng không? Good job, guys. Police officer. Người ta hay gọi là viên cảnh sát đó. Viên cảnh sát đó. Đúng rồi. Good job. Police officer. Okay, good job. Now, guys, repeat after me, okay? Những bạn nào mà chúng ta chưa biết từ vựng thì các bạn ghi lại vào tập. Okay, write in your notebook for me. Police officer. Police officer. And repeat after me. Các bạn nhớ lặp lại. Ngay sau khi cô lặp lại thì các bạn cũng lặp lại nha. Police officer. Okay, guys? Now the second word, listen carefully. Các bạn nghe kỹ nè. The second word. Waiter. Ah, waiter. Okay, các bạn có thể đọc là waiter. Vẫn đúng nha mọi người. Âm này, cái âm thờ. Tụi con có thể đọc là waiter. Nhưng mà trong tiếng Anh mà ở Mỹ á, người ta thường hay đọc cái âm thờ thành âm đ. Giống như khi cô hay nói là waiter. Waiter thì nghe nó sẽ có thấy là âm th, tụi con phải bật âm đúng không? Khi mà mình đọc âm th thì mình phải bật âm đúng không? Nhưng mà khi mình đọc là waiter, mình sẽ không có phải tốn cái thời gian mình bật âm nữa thì nó nghe sẽ tự nhiên hơn. Như vậy có hai cách đọc, các bạn đọc waiter cũng được hoặc là waiter cũng được. Okay guys, waiter. Đúng rồi, nhân viên phục vụ nam, đúng rồi, phục vụ đó bạn. Đúng rồi, good job. Ở đây mình sẽ có một từ nữa, đúng rồi. Ở đây các bạn nào biết là nhân viên phục vụ nam thì có nghĩa là các bạn biết là nhân viên phục vụ nữ phải có một từ khác đúng không? Ở đây thì giống như là diễn viên vậy đó, người ta cũng sẽ chia ra diễn viên nam, diễn viên nữ khác nhau. Thì ở đây mình có từ wait gì các bạn? Bạn nào hồi nãy nói là waiter là nam nè, waitress. Ok, như vậy các bạn có thể ghi chú thêm cho cô một cái nữa, waitress.
waitress có nghĩa là nhân viên phục vụ mà là nữ. À, đúng rồi, bồi bàn, nhưng mà bồi bàn là nữ thì con sẽ gọi là waitress. Yes, good job, Khôi, very good. Yes, good job. Waitress, yes, đang đúng rồi nè. Waitress, very good. There are two words, okay? Như vậy mình có hai từ miêu tả những người làm bồi bàn, phục vụ thì có là waiter, waiter, waiter or waiter, okay? Two ways, waiter, waiter, okay? Và tiếp theo là nếu mà là nữ thì người ta sẽ thường gọi là waitress, 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 okay guys? Waiter or waiter and waitress, waitress, okay? Các bạn nhớ là các bạn nhớ sẽ lặp lại theo cô nha. Các bạn tự học, mình nghe và mình lặp lại thật nhiều để mình có thể nhớ nha. The third word, cô nghĩ từ thứ ba này các bạn biết nhiều nè. Let's listen guys, let's listen to the third word. Nurse. 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 Và cô thấy các bạn cũng chat vào cho đúng cho cô rồi đó. Các bạn chỉ còn để được icon nữa cơ. Yes, good job. Y tá, nurse. Nurse. Đúng rồi. Như vậy khi mình làm nghề y tá thì mình sẽ nói là nurse. Nurse. Okay, guys. Nurse. Các bạn đừng quên âm đuôi nha. Không phải là nurse. Nurse. Không, mà phải là nurse. Nurse. Các bạn hay quên âm đuôi nè. Nurse. Các con thấy ở đây phát âm của mình nè. Có hai chấm S ở đây có nghĩa là nó sẽ hơi phải kéo dài ra đó. Nurse. Nurse. Okay guys. Nurse. Okay, now I want to invite one friend to repeat four words for me. I want to invite one friend to repeat four words for me. Okay. Let's invite I want to invite a boy first. I want to invite này là cô mời một bạn nam, một bạn nữ rồi đúng không? I want to invite, cô mời Đăng Khôi nè, Trần Đăng Khôi lớp 3. Can you turn on your mic? Hello Khôi. Okay, tell me, bây giờ mà Khôi sẽ lặp lại theo cô nha. Nhưng mà Khôi sẽ nói, cô nói tiếng Việt, Khôi nói tiếng Anh cho cô nha. Okay, đâu con thử nói cho cô. Y tá thì con gọi là gì? Y tá thì con gọi là gì? Nurse. Nurse, again, nurse. Nurse. Good job, very good. For, bồi bàn nhưng mà là nữ thì con gọi là gì? Nữ bồi bàn con gọi là gì? Waitress. Waitress, đúng rồi. Good job, again, waitress. Waitress. Đúng rồi, còn nếu là nam thì sao? Khôi, nếu là bồi bàn nhưng mà là nam thì sao? Nam bồi bàn. Waiter. Waiter, đúng rồi, nhưng mà cái âm thờ của con nó phải bật âm ra, nó không phải là chữ tờ giống tiếng Việt của mình đâu. Các bạn nhớ chữ tờ tiếng Anh với tiếng Việt nó khác nhau. Chữ tờ của mình là bình thường thôi, đúng không? Nhưng mà con đọc tiếng Anh, con phải đọc là waiter, waiter, waiter. Đâu, Khôi đọc lại cho cô nè, waiter. Waiter. Đúng rồi, yes, good job, waiter, very good, Khôi. À, cuối cùng, công an, cảnh sát, con sẽ gọi là gì nè? Police officer. Again, police officer. Police officer. Police officers. Đúng rồi, yes, good job. Police officer. Yes, thank you Khôi so much. Thank you Khôi. Now, one more friend. I want to invite Phương Anh. Cô mời đoàn Phương Anh nè. Phương Anh, repeat. Hello, Phương Anh, can you turn on the mic? Hello? Okay, good job. Tell me. Phương Anh nói cho cô nghe là nam bồi bàn con gọi là gì? Nam bồi bàn Phương Anh gọi là gì? Waitress. À, waitress không phải là nam bồi bàn đâu. Waitress sẽ là nữ bồi bàn đó. Như vậy nam bồi bàn mình phải là từ còn lại cơ. Thì Phương Anh phải gọi là wait gì? Waiter, a waiter. Đúng rồi Phương Anh. Again, waiter, waiter. Waiter. Good job. Như vậy thì nữ bồi bàn con đọc lại cho cô nghe. Nữ bồi bàn mình gọi là gì? Wait. Waitress. Waitress. Phương Anh đọc to lên cô không nghe thấy.
Hello? Waitress. Ok, còn cảnh sát thì sao Phương Anh? Cảnh sát thì con gọi là gì? Police. À, Phương Anh đừng có tắt cái micro nha. Chừng nào con đọc hết đấy, con hãy tắt micro. Police. Police officer. Good job. Và cuối cùng, y tá là gì Phương Anh? Y tá có gọi là gì? Nurse. Ok, thank you so much. Now, one last friend I want to invite Phát Thịnh. Cô mời Phát Thịnh nha. Hello, Thịnh. Ok, so tell me, y tá là gì Thịnh? Y tá con gọi là gì? Nurse. Đúng rồi, mình phải có cái âm đuôi nó dài một xíu. Nurse. Good job, Thịnh. Cảnh sát con gọi là gì? Cảnh sát thì Thịnh gọi là gì? Police officer. À, các bạn đời, bây giờ Thịnh với các bạn cùng lưu ý cho cô nè. Các bạn hay đọc là chữ âm như âm O đúng không? Police, nhưng mà nó sẽ giống như âm Ơ hơn. Police. Nó sẽ giống âm Ơ hơn. Police officer. Thịnh lặp lại cho cô nè. Không phải là police mà là police officer. Thịnh lặp lại cho cô một lần nữa nè. One more time. Police. Are you there? Can you hear me, Thịnh? Cô không nhìn thấy Thịnh ở đâu. Các bạn nghe thấy cô mà đúng không? Yes, can you guys hear me? Police officer. Okay, guys. Như cô không biết là Thịnh bị gì, không nghe thấy cô thì phải. Đâu, cô mời một bạn nữa nha. Let's invite a girl, okay? Let's invite a girl. Cô mời Phương Nhi nè, Vũ Phương Nhi. Can you turn on your mic, Phương Nhi? Can you turn on your mic? Có thể là không biết là các bạn có nghe thấy cô không? Hình như là bên cô nó đang bị lắc. Cho nên các bạn đợi cô nha. Hello guys, can you hear me? Sorry guys, just like always. Cô rất là xin lỗi mọi người, buổi tối mạng cô lúc nào nó cũng rất là yếu. Các bạn thông cảm cho cô nha. Ok guys, I'm back. Hồi nãy nếu mà cô đang mời bạn nào ấy mà cô không nghe các bạn cho cô xin lỗi nha, bởi vì cái mạng nó bị lắc á, cho nên là cô không nghe thấy các bạn, cho nên là cô không có thấy mọi người được. Ok, bây giờ thôi cô mời xin lỗi các bạn nha, cô mời lại một bạn cuối cùng, one last friend, ok, bởi vì mình vẫn còn ba từ khác. Ok, I want to invite. Rồi bây giờ cô mời Lê Bùi Phương Anh nè, cô mời Lê Bùi Phương Anh nè. Hello Phương Anh. Hello. Ok, bây giờ Phương Anh trả lời lại cho cô nha. Y tá con gọi là gì? Nurse, good job. Yes, nữ bồi bàn thì sao? Bây giờ cô xóa mất cái từ nữ bồi bàn rồi, nhưng mà Phương Anh còn nhớ không? Nữ bồi bàn con gọi là gì? Waitress. Good job, waitress. What about cảnh sát? Phương Anh gọi cảnh sát là gì? Police officer. Police, mình nhấn cái âm 2 á, police. Police gì Phương Anh? Office. Police. Good job, officer. Đúng rồi, các bạn nhớ nhấn âm 2 cho cô nha. Police, không phải là police, mà là police officer. Và cuối cùng, nam bồi bàn Phương Anh gọi là gì? Waiter. Good job, thank you guys so much. Như vậy các bạn nhớ chữ waiter, nếu mà bạn nào đọc âm th thì các bạn phải bật âm nha, waiter. Còn không các bạn có thể đổi thành waiter. Cái người Mỹ thì người ta sẽ thường đổi cái âm th đấy thành âm d,
waiter, waiter thì nó không cần phải bật âm lên, nó là âm đờ bình thường thôi, waiter, okay? Good job guys, very good. Now the next one, look at the first picture. Can you guys guess what word is it? Write in the chat box for me. What word is it? What is it in Vietnamese, guys? What is it in Vietnamese? You can see this is a lady and this is a man. What is her job? Ah, đúng rồi, đang, yes, thu ngân. Yay, good job. Khi con làm nghề thu ngân, đúng không? Đúng rồi. In the supermarket, chẳng hạn. Đúng rồi, yes. Thì mình sẽ có là gì? Trong tiếng Anh mình sẽ gọi cô thu ngân là gì? Cashier. 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 À, có nhiều bạn sẽ đọc nhầm là cashier, đúng không? Nhưng mà mình sẽ đọc là cashier. Cashier. Shear. Shear. Cashier. Cashier. Okay, guys. Rồi các bạn lặp lại theo cô nha. Thu ngân gọi là cashier. Cashier. Okay. Cashier. Uh-huh. Thu ngân. Ừ, khi mà con làm nghề thu ngân trong siêu thị nè, hoặc là trong các tiệm, chẳng hạn như tiệm tiệm bán đồ ăn, tiệm bán bánh, bán nước nè. À, những cái người đang làm thu ngân tính tiền á, mình sẽ gọi là cashier. Cashier, guys. Remember one more time. Cashier. À, cái âm đuôi này là các bạn hay quên là cashier á. Mình phải đọc là cashier. Shear. Shear. Okay. Good job. The second picture, guys. The second picture. Can you guess? Scientist. 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 Test. À, các bạn chú ý cái này cũng có âm đuôi nha. Mình thấy S. Sờ với tờ thì nó là test, test, scientist, scientist, okay? Who want to become a scientist in the future? Is there anybody here that want to become a scientist? Khoa học là cũng chưa đúng mình phải, nhà khoa học, đúng rồi, yes, good job guys, scientist là nhà khoa học, đúng rồi các bạn. Mình có science là môn khoa học này, đúng không? À, các bạn cũng đang học môn khoa học đúng không? Science. Thì ở đây mình có scientist là nhà khoa học. Okay, so many people want to become a scientist. So you guys have to study really hard in science, okay? Như vậy nếu mà mình muốn làm nhà khoa học thì mình phải học rất là chăm chỉ môn khoa học, những cái môn mà liên quan về môn khoa học, môn vật lý, môn hóa học ấy, sau này lên cấp 2 thì con sẽ được học đó. À, scientist, okay? Now you guys listen one more time and repeat after me, okay? Scientist. 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 Đừng quên âm đuôi nha mọi người. Okay. The last one. Ở đây thì câu cuối cô cũng thấy các bạn điền đúng rồi đó. The last one you have. Let's listen, guys. Let's listen one more time. You have. Mail carrier. Mail carrier. Mail carrier. Mail carrier. Mail carrier. Okay, âm ơ bình thường đó. Mail carrier. À, là bác đưa thư, người đưa thư, đúng không? Ừ, bây giờ thì ít rồi. À, nhưng mà hồi xưa thì vẫn còn rất là nhiều người làm nghề người đưa thư. Mail carrier. Okay, because right nowadays that you can chat, you can use your phone, you can go online, right? You can chat with your friends. Yeah, not a lot of people send mails anymore, send letters. Không còn nhiều người gửi thư nữa, nhưng mà vẫn có, đúng không? Vẫn có những cái mà mình cần phải làm qua giấy tờ thì mình vẫn phải có gửi thư. À, nhưng mà bây giờ thì ít những cái thư tay rồi, những cái letters đó, viết thư tay đó. Ừ, thì các bạn đã ít gửi đi rồi. Bây giờ thì mọi người sẽ tập trung là nói chuyện qua mạng nhiều hơn. Okay, you guys chat online. Okay, you guys go on, for example, Zalo. Yes, Facebook. Yes, okay. So now one more time, you listen three words again. Cashier. Cashier. Scientist. Scientist. Mail carrier. Mail carrier. Okay, mail carrier. Now, what about... Now, I will invite some friends. I want to invite... Cô mời Phúc Nguyên nè. Cô mời Phúc Nguyên nè. Okay, Phúc Nguyên nói cho cô nghe. Nhà khoa học là gì, Nguyên? Nhà khoa học là gì nè? Scientist. 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 Good job. Người đưa thư thì sao Nguyên? Người đưa thư con gọi là gì? Mail carrier.
Mail carrier. Good job. Và cuối cùng, thu ngân. Thu ngân thì Nguyên gọi là gì? Cashier. Cashier. Đúng rồi. Cashier. Good job, Nguyên. Thank you so much. Now, Tú. Please, Tú. Rồi, Tú là teacher. Thu ngân là gì nè, Tú? Thu ngân là gì? Cashier. Cashier. Đúng cashier. Rồi. Người đưa thư nè. Người đưa thư thì sao, Tú? Mail carrier. Mail carrier. Okay. What about nhà khoa học? Scientist. Scientist. Good job, Tú. Thank you so much. Now the last person. Let's invite one more friend. I want to invite. Cô mời Khánh Bình nè. Cô mời Khánh Bình nha. Ok, con nói cho cô nghe, nhà khoa học là gì? Nhà khoa học thì Bình gọi là gì? Scientist. Ok, rồi bây giờ thì Bình khó hơn cho Bình một xíu. Bây giờ Bình nói cho cô cả câu. Con muốn làm, sau này con muốn làm cô Thu Ngân. I want to become. I. Mình tập luyện nói cả câu. Ví dụ mình muốn làm nghề gì đấy thì bây giờ mình áp dụng. I want to become. Thu Ngân là gì? Thu Ngân là gì Bình? Cashier. Again Bình. Cashier. Sure. Đúng rồi, cái kiểu sure của con nó phải là sure mạnh á. Cashier. Đúng rồi. Good job, very good. Yeah. Và bác đưa thư con gọi là gì? Mail carrier. Again, mail carrier. Mail carrier. Okay, good job, Ben. Thank you so much. So you guys just learned 6 words about the jobs, right? Nhưng mà thật ra có rất là nhiều nghề nghiệp khác mà các bạn sau này thì cô sẽ hôm sau thì cô sẽ hướng dẫn các bạn chơi trò chơi nữa. Cho nên là cái này các bạn phải về tìm hiểu thêm cho cô nhiều từ vựng về các nghề nghiệp khác nhau nữa. Thì cái bài tập có gì cô sẽ thông báo sau. Okay. Cô sẽ thông báo cho các bạn cái bài tập sau, bởi vì cô biết các bạn cũng biết được cái lượng từ vựng về nghề nghiệp khá là nhiều rồi đó. Now for this one, I want you guys to tell me who work as where. For example, number one, a nurse works at a hospital. You guys know hospital? Hospital. When you are ill, when you are sick, you go to the hospital, okay? You go to the hospital. Khi mà con bị ốm thì con sẽ đến đâu? Đến hospital là đến bệnh viện, đúng không? À, như vậy thì ở đây người ta kêu mình là mình sẽ listen và mình write. Nhưng mà cô sẽ cho cái bài này nó khó một xíu là tụi con thử tự suy nghĩ. Ở đây thì người ta thật ra là những cái nghề hồi nãy giờ mình làm á. Đây là những cái nghề hồi nãy giờ mà tụi con đã được học đó. Là tụi con sẽ thấy nhiều. Sẽ có một số nghề là nằm trong cái bài hát nữa. Có một số cái nghề nghiệp nằm trong cái bài hát nữa. Cho nên bây giờ mình thử cùng cô làm thử coi. Và sau đấy mình check đáp án sau. Mình sẽ listen rồi mình check sau. Now, I want to invite one friend to do number 2 and number 3 for me, okay? One friend to do number 2 and number 3. And you guys, other friends, you guys can write in the chat box the answer. What is number 2? What is number 3? What is number 4? Okay? Now, let's invite one friend. I want to invite... let's see. Which one should I invite? Đâu, các bạn đã giơ tay hết chưa? Rồi, cô thấy rất là nhiều bạn giơ tay rồi đấy. Để cô xem có bạn nào mà lạ lạ là cô chưa mời nè. Thì cô sẽ mời bạn nha. Các bạn nhớ là phải mở camera nữa thì cô mới có thể mời các bạn được nha. Ok. Rồi, bây giờ hôm nay cô mời Tùng đi. Rồi, cô mời Duy Tùng nè. Hello. Hello, so what is number 2? What job can you fill in number 2? A what? A fireman works at a fire station. A fireman, yes, maybe, right? Tí nữa mình check đáp án nha Tùng. Ok, fireman, như vậy đáp án của Tùng là fireman. Các bạn nào cũng có đáp án giống Tùng không? Fire station, ok. Number 3, what about number 3 Tùng? Can you read number 3?
works at a store. A store. Do you know a store, Tùng? Trong số những cái từ hồi nãy giờ trong bài hát này, cũng như là trong cái từ mà con học này, con thấy là ai là phù hợp làm ở store nhất? Who works at the store, Tùng? Who works at the store? At the store, or just like at a supermarket. Store với supermarket cũng giống giống nhau nè. Như vậy Tùng thấy thì ai sẽ làm việc ở store? Store là cửa hàng đó. Cái store là cái cửa hàng đó. So who works at the store? Ai làm việc ở store vậy Tùng? Theo con thì ai sẽ làm việc ở store? À, cô thấy cũng có nhiều bạn điền đáp án cho cô rất là đúng nè. I cannot see Tùng. Không biết là cô bên cô bị lắc hay sao. Đâu cô hử mời Hà. Hà có thể mở micro lên được không? Yes. Yes. À, như vậy Hà cũng nghe cô mà đúng không? Như vậy hồi nãy bạn Tùng là làm được câu số 2 rồi. Bây giờ Hà làm cho cô số 3 thử. Number 3. Who works at the store? Who works at a store? Ai thì sẽ làm việc ở cửa hàng nè, ở siêu thị nè. Hồi nãy giờ mấy từ Hà học là cô dạy Hà và Hà thấy ai sẽ làm việc ở cửa hàng hay là siêu thị? Cashier. Cô hiểu Hà muốn nói tới nghề nào rồi. Bây giờ Hà đọc lại cho cô. A cashier works. Hãy chú ý âm đuôi. Đúng rồi. Works at. At a store. A store. Đúng rồi, store là cửa hàng đó. À, như vậy là cashier có thể là work a store đúng không? Yes, maybe. What about number 4, Hà? What about number 4? What about number 4? Who works on a farm? You know a farm? Hà có biết farm là gì không? You know a farm? I don't know. Farm. Farm, you can see the cows, you can see the sheep, you can see the chickens, the ducks on a farm. So where is the farm, Hà? Con có thể nhìn thấy gì? Ở đấy thì con có thể nhìn thấy được những con bò nè, con cừu, con dê, con gà, con vịt nè. À, như vậy đó là nơi nào mà con có thể nhìn thấy những cái con vật đấy? Vậy là nông trại. Đúng rồi, yes, good job, Hà. Farm chính là nông trại. Như vậy, who works on a farm? Ai làm việc ở trên nông trại vậy, Hà? It's a farmer. Yes, maybe, right. Tí nữa Hà check đáp án cho cô nha. Rồi, Hà đọc cho cô cả câu number 4. A farmer. Hồi nãy Hà nói farmer, đúng không? Như vậy, Hà đã đọc là a farmer. Number 4, Hà, a farmer. A farmer, can you repeat? Hà lặp lại cho cô được không? À, Hà bị tắt tiếng rồi đúng không? Ok, Hà mở tiếng lại cho cô nè. A farmer works on a farm. Ok, a farmer works on a farm. Ok, thank you, Hà, so much. Now, one more friend. Cô mời Hạnh nè, Hạnh mở tiếng được chưa? Yes, okay, what about number 5, Hạnh? Who works at a police station? Number 5, can you see number 5? Hạnh nhìn thấy con số 5 không? Can you see number 5? Who works at a police station? Như vậy ai thì sẽ làm ở police station vậy Hạnh? Police station là ở đâu? Police station, where's police station? Con thấy có cái chữ gì quen không? Police station, mình có cái chữ police. Con thấy quen quen không? Police. À, như vậy thì ai sẽ làm ở police station? Cảnh sát. Đúng rồi, cảnh sát là gì? Hồi nãy mình vừa mới học đó. Cảnh sát là gì? Police gì? Police là chưa đủ. À, khi mình muốn nói về một viên cảnh sát, một viên công an, một viên cảnh sát thì con phải dùng đầy đủ là a police gì? A police, officer. Again, a police officer.
a police officer. Works, cả câu luôn, works. A police officer works at a police station. Ah, police station là đồn cảnh sát đó. Okay, good job. Not about number six. Laboratory. Laboratory. Do you guys know laboratory? Các bạn có bao giờ nghe thấy trong tiếng Việt mình hay kêu là phòng lab không? Các bạn có bao giờ thấy trong tiếng Việt tụi con hay kêu là phòng lab không? Phòng lab là cái phòng mà tụi con có thể thực hành á, thực hành các môn. Phòng lab là những cái phòng con có thể thực hành cái môn khoa học đồ đó. Ha, người ta gọi là phòng thí nghiệm. Laboratory là phòng thí nghiệm. À, như vậy thì theo con, à đúng rồi, ở đây cô hay có nhiều. Cô hay có nhiều bạn trả lời đúng nè. Yes, phòng thí nghiệm, good job. Như vậy thì ai sẽ làm ở phòng thí nghiệm vậy, Hạnh? Who works in a laboratory? Who? Who works in a laboratory? Hồi nãy giờ những cái từ con học nè, những cái nghề nghiệp trong bài hát nè, từ ai thì sẽ phù hợp để làm ở phòng thí nghiệm nè. Nghiên cứu, làm việc trong phòng thí nghiệm, người đấy phải nghiên cứu mà. Phải làm việc trong phòng thí nghiệm nè. Như vậy ai sẽ làm trong phòng thí nghiệm vậy Hạnh? What is the answer? Hạnh có đáp án không? What is the answer? Sick. What is the answer? Sick. Ha? A what? Nhà khoa học ạ. À? Nhà khoa học là gì? Hồi nãy là mình tập luyện rất là nhiều rồi đó. Nhà khoa học là gì Hạnh? Science gì? Science gì nữa? Science là môn khoa học thôi, chưa đủ. Scientist. À, như vậy là Hạnh chưa nhớ rõ cái từ vựng nè. Hạnh lát nữa về nhớ là khi mà cô gửi video là Hạnh phải coi lại nha. Hạnh ôm lại cho cô mình cái từ vựng nha. Ok, thank you so much. Now the last one, 7 and 8. 7 and 8. I will invite... I want to invite, cô mời Việt Phương nè, cô mời Việt Phương nè. Hello Phương. Can you do Hello. Number 7 and number 8 for me? Can you do number 7 and number 8 for me? Phương làm cho cô câu số 7 là gì nè? Who works at school? Who works at school? Phương thì là teacher. A teacher. Wow. Teacher. Man. Yeah. Okay, good. Good job. What about number 8? Who and who work at a restaurant? Who and who works at a restaurant? Guys know restaurant? You guys know restaurant? The place that you can eat. The place that you can eat. Như vậy với ai thì sẽ làm ở restaurant nè Phương. Restaurant có nghĩa là ví dụ như Hi có đáp án nè. Châu cũng có cho cô rất nhiều đáp án nè. Như vậy đáp án của Phương sẽ là gì? Who and who? Waiter. Ok, good job. Very good, Phương. Ok, thank you Phương so much. Thank you guys. Now what you guys need to do sau khi các bạn có đáp án đó nè, thì bây giờ các bạn sẽ khoan nha. Bây giờ các bạn đã có hết đáp án cho mình ở 8 câu rồi đúng không? Now you guys gonna check. Okay, you guys check. Và đây cô cũng nói sơ một xíu về cái câu này. Cái câu cuối tụi con thấy là có phải người ta dùng cái chữ work không có thêm S đúng không? Why guys? Bởi vì đây là thì hiện tại đơn. Mà thì hiện tại đơn thì đối với chủ ngữ mang nghĩa số nhiều thì tụi con sẽ làm gì? Giữ nguyên cái động từ cho cô. Một cô y tá thì sẽ làm việc ở bệnh viện. Thì ở đây một cô y tá, a nurse, có phải là tụi con sẽ phải dùng là chủ ngữ số ít không? Thì mình phải làm gì? Thêm S hoặc ES vào. Nhưng mà câu số 8 thì là một ai đó. Và một ai đó là bao nhiêu người? Two people. Ok, có tới hai người lận. Cho nên là hai người này là số nhiều. Thì tụi con sẽ giữ nguyên động từ không chia. Các bạn nhớ cái thì hiện tại đơn này nha. Các bạn cũng hay bị nhầm cái này lắm đó. Now you guys gonna listen and find out what is the answer, okay? Các bạn nghe và tìm cho cô thử coi đáp án của mình là gì nè. Unit 2, page 15, activity 3. Listen and write. Say. 1. A nurse works at a hospital. 2.
A firefighter works at a fire station. 3. A cashier works at a store. 4. A farmer works on a farm. 5. A police officer works at a police station. 6. A scientist works in a laboratory. 7. A teacher works at a school. 8. A chef and a waiter work at a restaurant. Okay, so this is the answer, guys. These are the answers for each sentence. Đây, thì những cái câu này tụi con thấy nè. Y tá thì làm ở đâu nè. Rồi, firefighter là hồi nãy mình chưa học, nhưng mà nó nằm trong cái bài hát của mình á. Nó nằm trong cái bài hát Community Helpers đó. Thì firefighter là ai mọi người? Lính cứu hỏa. Ok, lính cứu hỏa. Cashier nè, farmer các bạn cũng biết đúng không? Police officer, scientist, teacher là các bạn biết nè. Và chef, you guys know chef? Chef. Chef thì mình sẽ có là đầu bếp. Mà thường cái chữ chef này là dành cho đầu bếp trưởng á. Đầu bếp trưởng người ta hay dùng cái chữ chef. Ngoài ra cô cũng chỉ thêm các bạn một từ mà các bạn hay bị nhầm. Các bạn hay bị nhầm là gì? Đây, các bạn nhờ cô. Khi con muốn nói về đầu ngoài chữ chef ra có một từ nữa là chữ cook. Cook nó vừa là một động từ mà nó còn vừa là một danh từ. Cook có nghĩa là một gọi là cũng là một đầu bếp đó, cái người những cái đầu bếp. Bởi vì trong một căn bếp ở trong nhà hàng thì tụi con phải có rất là nhiều đầu bếp đúng không? Thì thường đầu bếp trưởng người ta sẽ gọi là chef. Còn cook thì người ta sẽ gọi là những cái đầu bếp còn lại mà sẽ phụ nấu ăn, nấu này nấu kia đó, thì người ta sẽ gọi là a cook. Các bạn nhớ cho cô, không phải là cooker nha mọi người. It's not cooker. Cooker là cái nồi cơm điện. Cái từ này thì nó không có thêm ER nha mọi người. Cooker là cái nồi cơm điện chứ không phải là đầu bếp. Còn khi mà các bạn muốn miêu tả I want to become a cook, tụi con muốn làm một cái người mà kiểu đi nấu ăn này nọ đó, thì tụi con phải nói là a cook chứ không phải là cooker. Các bạn nhớ cho cô lưu ý, cooker là cái nồi cơm điện đó. Cho nên các bạn nhớ đừng có bị nhầm nha. Cái từ đấy rất là dễ nhầm đó. A cook thôi, a cook. Okay. So right now, I want to talk a little bit. Oh, there's 5 minutes left, right? Còn 5 phút nữa thì cô muốn các bạn có một cái bài tập như sau. Hôm sau thì cô sẽ cho các bạn, có thể là hôm sau. Có thể là hôm sau thì có thể là cô sẽ cho các bạn chơi bingo nữa. Nhưng mà để cô xem thử coi là hôm sau hay là hôm sau nữa. Cô đang xem thử coi là hôm sau hay là hôm sau hay là hôm sau nữa. Thì ở đây bài tập đầu tiên tụi con có nè. Tụi con bài tập đầu tiên thì cũng dễ thôi, bởi vì đầu tiên cô muốn các bạn tìm ra cho cô được thêm nhiều cái nghề nghiệp nữa. Các bạn sẽ về nhà find about 10 jobs. Tìm cho cô. Bây giờ rất đơn giản cái bài này, tìm cho cô thêm 10 cái nghề nghiệp khác nữa trong số những cái nghề nghiệp đã xuất hiện cả trong cái bài của mình, cả trong bài hát lẫn cái bài mình học 6 cái từ vựng đó. Thì tụi con thử coi, kể cả những cái từ mà bạn, ví dụ hồi nãy các bạn nói là a clerk nè, đó, thì tụi con có thể tìm hiểu thêm về cái từ đấy. Các bạn tìm cho cô thêm 10 nghề nghiệp khác và ghi cho cô cái 10 cái từ đấy ra giấy. Và sau đấy các bạn cho cô cái nghĩa tiếng Việt, tụi con hiểu cái nghề đấy trong tiếng Việt nó là gì. Các bạn ghi ra cho cô. Và ngoài ra thì cô còn có một cái nữa là tụi con sẽ đặt, ngoài việc tìm 10 từ vựng nè, rồi tụi con cho cô nghĩa nè, thì các bạn có một công việc nữa là đặt câu cho cô. Mỗi cái nghề nghiệp đấy tụi con đặt một câu, câu gì cũng được, một cái câu đơn giản. She is, ví dụ cô có chữ nurse, she is a nurse. Hoặc là tụi con có một cái nghề gì đấy, ví dụ như cô ấy làm việc ở đâu. Hoặc là khi bạn nào đấy, ví dụ như cô có câu là Lily wants to become a dentist. Lily wants to become a gì đó. Ví dụ như vậy, đặt câu nào cũng được, miễn là có cái từ đấy vào cho cô. Hay tụi con nói my brother is anh của con là nghề gì, làm nghề gì chẳng hạn cũng được. Đấy, miễn là tụi con đặt câu cho cô để tụi con, cô xem thử cái tụi con cách dùng cái cấu trúc câu ra sao thôi. Như vậy là cô nhắc lại nè, bài tập của mình, tìm cho cô thêm 10 nghề nữa. Nghề gì cũng được, miễn là 10 nghề nữa cho cô. Đấy. Thì tìm cho cô thêm 10 nghề nữa. Sau đấy thì cho cô nghĩa tiếng Việt của những cái nghề đấy luôn.
À, và tiếp theo là tụi con đặt cho cô 10 câu, mỗi từ một câu đó, mỗi từ sẽ đặt cho cô một câu, câu gì cũng được, miễn là trong một cái câu là được. Thế cô không có quan trọng là câu gì, miễn là câu gì cũng được, chủ ngữ tụi con muốn để là gì cũng được. Lily, I, me, we, they, my brother. À, đặt tên, tự đặt, tự bịa ra luôn. Ừ, sao cũng được hết. Thì đây là cái bài tập hôm nay. Còn lần sau á thì có thể là mình sẽ chơi bingo vào hôm sau nữa, bởi vì để cô cho các bạn có nhiều từ vựng hơn đã. Ừ, cô đợi các bạn có được thêm nhiều từ vựng hơn nữa thì mình chơi bingo mới chọn từ dễ hơn. Ok. So today we're going to stop here. Hôm nay thì mình sẽ dừng lại ở đây thôi. Và các bạn nhớ là làm bài tập về nhà cho cô nha. Ok, mình có tới 2 ngày để là hôm nay mình có tới 2 ngày là bởi vì thứ bảy, Saturday is the next day, okay, of our class. Thứ bảy thì các bạn cũng có nhiều thời gian đúng không? Cho nên là các bạn có thứ 5, thứ 6, thứ 7 nè, tìm cho cô kỹ lên và nhớ là viết đúng chính tả cho cô nha. Mình cố gắng mình học từ vựng mới, mình viết đúng chính tả nha. Rồi, đây bây giờ các bạn cùng chào tạm biệt nhau và mình nghỉ hôm nay và các bạn nhớ làm bài tập nha. Let me turn on your sound, okay? Goodbye, guys. See you guys. Hẹn gặp các bạn sau nha. Ok, see you guys later. Remember to do your homework. I miss you. Yes, bye bye guys. See you guys later on Saturday. Hẹn gặp các bạn vào thứ bảy nha. Bận quá.